Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà chức trách Ấn Độ cho biết số người tử vong nghi do ngộ độc rượu tại bang Bihar miền đông nước này đã tăng lên con số là 84 người. Trước đó vào ngày 13 tháng 12, số nạn nhân tử vong vì ngộ độc rượu lậu ở huyện Saran cũng là 74 người. Thảm kịch này để lại sự đau khổ và tuyệt vọng với thân nhân và những người gặp nạn bởi người qua đời cũng là những người trụ cột chính trong gia đình. Tại ngôi làng Bihar ở miền đông Ấn Độ, bốn gia đình mất người thân trong thảm kịch ngộ độc rượu xảy ra hôm 13 tháng 12 là những gia đình nghèo nhất. Hai người trong số đó là lao động chính với thu nhập khoảng 200 đến 300 rupee một ngày, tương đương 50 đến 70.000 đồng. Cả hai gia đình đều nói rằng người quá cố không nghiện rượu, họ chỉ uống khi mệt mỏi hoặc khi vui, nhưng cơn ác mộng đã xảy đến khi họ bị đau đầu và nôn mửa sau khi uống rượu. Tình trạng của cả hai nhanh chóng nguy kịch chỉ trong chốc lát. Lúc khoảng 9 giờ tối chồng tôi về nhà, anh ấy nói bị đau đầu nên tôi đã cho uống thuốc, nhưng anh ấy liên tục nôn mửa. Chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện và chỉ 5 phút sau, bác sĩ báo tin là anh ấy đã qua đời. Chồng của Devi mất ở tuổi 45 để lại bốn đứa con và mẹ già cho Devi, người từ trước tới nay chỉ làm nội trợ. Devi nói rằng chồng mất đồng nghĩa với tương lai của cả gia đình cũng mất theo.